Như thế nào là mây lang thang? Mọi người có biết tại sao gọi là mây lang thang không? Đây là một bài nhạc mà mình chưa bao giờ công khai lên trên mạng, nó sẽ mình lên trong thời gian sắp tới. Và không biết là tại sao thì cho em xin bài nhạc tiếp theo đi anh, để em kể cho mọi người. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.